Kính thưa bà con, thì hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu để hướng dẫn kỹ thuật một số kiểu ghép được sử dụng trong ghép chuyển đổi giống nhanh cho xoài. Thì trước mặt bà con đây tức là vườn xoài trên 15 năm tuổi. Đó. Thì khi mà chúng ta áp dụng cái ghép chuyển đổi nhanh trong xoài này sẽ rút ngắn được cái thời gian canh tác cho cái thu hoạch sớm. Thì sau đây là chúng tôi sẽ đi chi tiết cái hướng dẫn cho bà con cái kiểu ghép chuyển đổi. Trước khi ghép chuyển đổi thì chúng ta phải làm những động tác gì? Kính thưa bà con, thì sau đây tôi giới thiệu một số cái yêu cầu và các cái dụng cụ trước khi chúng ta đi ghép thì yêu cầu phải cần. Thứ nhất là phải có dao ghép, kéo cắt cành, tức là cắt chồi ghép, và cưa cắt những cái cành lớn, cưa tay. Dây ghép, dây này là dây mình gọi là dây tự tiêu, và một số dây ghép dẻo thì chúng ta áp dụng cho ghép xoài lớn, cái dạng đống đầu. Thì chút nữa các phương pháp ghép chúng tôi sẽ giới thiệu. Tiếp theo là cái dụng cụ đựng chồi ghép, dùng cái rổ và cái khăn tẩm ướt, khăn sạch để chúng ta đảm bảo vệ được cái chồi cho nó tươi mát. Và sau đây tôi sẽ giới thiệu bà con cái cây để lấy chồi ghép. Tức là trước khi ghép chúng ta phải có một cái vườn gọi là vườn khai thác chồi ghép. Vườn này gọi là cái vườn nhân nhanh. Thì các cái cây này mình gọi là cái cây đầu dòng. Đấy, được cơ quan của Trung tâm Nghiên cứu Cây ăn quả miền Đông Nam Bộ và trồng thành cái vườn đầu dòng. Và lưu ý trước khi mà chúng ta lấy chồi ghép thì phải cách ly cái thời gian 4 phân trước 1 tháng. Nếu mà chúng ta mới 4 phân xong chúng ta tiến hành lấy chồi ghép thì tỷ lệ sống lại rất thấp, vì quá trình là cây nó đang thiếu dinh dưỡng. Đấy, nhựa nó sẽ rất loãng. Thì đối với cái chồi ghép như vậy, tức là ở trên đỉnh sinh trưởng này các lá đã già trưởng thành và chuyển màu xanh, đã đạt tiêu chuẩn. Nếu chúng ta áp dụng cái ghép nêm ngọn và ghép hông thì chúng ta chọn những cái chồi ghép là đường kính nó khoảng 0,8 cm là vừa đẹp. Đấy, là trên đỉnh sinh trưởng này nó không có lá non là đạt tiêu chuẩn ghép. Đó. Còn đối với chúng ta mà áp dụng ghép chữ H thì chúng ta chọn những cái chồi nó to, có cái đường kính chồi từ 1 cm trở lên. Đấy, có thể bên trong này nó nhiều mắt nữa, chúng ta có thể lấy vào không áp dụng ghép chữ H. Khi cắt chồi ghép xuống thì chúng ta sẽ kịp thời bật cái lá để chống cái thoát hơi nước. Đây, những chồi to này, chồi ghép to này thì chúng ta sẽ để áp dụng cho ghép chữ H. Chồi không có đủ tiêu chuẩn để ghép, thứ nhất là nó mới mọc non. Thì nếu chúng ta mà cắt cái chồi tròn này ghép, thứ nhất là nó sẽ gãy, thứ hai nữa là nó sẽ héo ngay, nó mất nước. Cho nên những cái loại chồi này là bà con tuyệt đối không lấy, áp dụng để lấy làm mặt ghép, làm chồi ghép. Đấy. Thường thường cái chồi ghép á, bà con cắt chồi ghép vào cái thời điểm từ sáng sớm, tức là khoảng 6 giờ đến 8 giờ là tốt nhất. Là lúc đấy là trời mát, chồi còn tươi, tránh bị nắng nóng và nó bị héo chồi, khô chồi. Khi chúng ta cắt xong thời điểm đó thì thường thường chúng ta bảo quản chồi như thế này, lót một ít cái lá để làm cái độ êm lá tươi. Và cái rổ này là cái dụng cụ để chúng ta mang chồi để ghép, đồng thời có cái khăn ướt tẩm nước sạch để chúng ta phủ lại. Đó. Thường thường chồi này chúng ta lấy xong ghép trong ngày là tốt nhất, và thời điểm ghép cũng chọn cái thời điểm ghép trong cái điều kiện trời mát, ví dụ buổi sáng, rồi cũng từ sau khi lấy chồi ghép xong 6 đến 7 giờ, chúng ta ghép đến khoảng 9 giờ thì chúng ta nghỉ, xong buổi chiều thì khoảng 3 giờ trở đi. Nếu trường hợp là trời nắng đấy, còn trời mát chúng ta có thể ghép kéo dài hơn được. Và cái chồi ghép này chúng ta nếu bảo quản tốt thì cũng để được trong thời gian 3 ngày. Đấy, để
xong chúng ta mà ghép chưa hết ấy, chúng ta về chúng ta cũng đặt để ướp như này, chúng ta để nơi mát thì thời gian bảo quản khoảng được 3 ngày thì ghép tỷ lệ vẫn tốt, vẫn sống. Giới thiệu bà con, đây là một cái cây xoài mà cao tuổi, có độ tuổi trên 15 năm. Chúng sau khi mà chúng ta đã cắt thân thì nó đã tạo chồi mới. Thì bây giờ tôi sẽ giới thiệu kiểu ghép cho bà con đối với cây xoài này đấy, để thay giống mới. Thứ nhất là chúng ta xem xét xung quanh, chúng ta tỉa để chọn lại một số chồi, cố gắng từ 3 đến 5 chồi được ghép thay ở trên thân cây mới. Thì chúng tôi sẽ cắt tạo để ghép với những vị trí. Bà con chú ý, tức là khi chúng ta ghép thì chúng ta giữ lại cái lá chân của những cái cành của gốc ghép. Sau đây tôi sẽ hướng dẫn bà con ghép. Thứ nhất là chúng ta cắt ngang bằng của cái mặt của cái gốc, cái chồi gốc ghép. Xong đó cái chồi ghép chúng ta đã lấy thì chúng ta chừa lại khoảng độ dài từ 6 đến 8 phân. Đó. Chúng ta vuốt thành hành nêm cân đối. Đó. Đó. Tương đương như vậy thì chúng ta chẻ một cái đường thẳng ở giữa phần của thân cành ghép có chiều dài khoảng 2 cm, tương đương với bằng với cái vết nêm của chòi ghép. Xong đó chúng ta ghép vào, ghép nhanh chòi ghép vào cành ghép. Lưu ý cái mắt cắt nêm của phần chòi ghép nó phải sát, nó vừa khít với cái mặt cắt của cành gốc ghép. Nếu chúng ta đưa cao quá thì cái nhựa nó không tiếp hợp tốt, mà chúng ta đút vào sâu quá thì hai cái dòng nhựa này, cái lớp này nó cũng không tiếp hợp được, nó dẫn đến tỷ lệ sống là không cao. Đó. Sau khi chúng ta đã đưa chòi ghép vào cành gốc ghép, chúng ta tiến hành buộc dây ghép, cuốn dây ghép. Lưu ý là chúng ta định vị và cuốn thật chặt cái mối ở vị trí mối ghép để cho khỏi suy dịch. Đó. Khi chúng ta định vị chặt rồi thì chúng ta tiến hành cuốn kỹ từ dưới lên trên theo hình máy ngói, đó, cuốn kín. Để nước khỏi vào và tránh nắng. Đó. Vì cái này là dây ghép tự tiêu. Sau thời gian ghép này khoảng 15 đến 20 ngày thì chòi ghép nó sẽ bật. À, như cái cây này chúng tôi đã ghép được 6 chòi. Sau này tùy những chỗ, nếu mà chỗ này nó dày quá, nó tốt quá thì sau này tỷ lệ khi nó sống chúng ta có thể tỉa bớt một chòi ở những cái vị trí mà nó gần nhau đó, để tạo thân mới. Thì quá trình rau ghép như thế này thì khoảng 15 đến 20 ngày sau là tự bật chòi. Thì quá trình bật chòi này thì bà con lưu ý, khi đó thì chúng ta sử dụng xịt cái thuốc trừ sâu định kỳ để xua đuổi các cái côn trùng, tránh cái côn trùng nó đến nó cắn cái đọt non nó mới lú, thì lúc đó sẽ ảnh hưởng đến cái sự sinh trưởng của chòi ghép. Thưa bà con, thì tiếp theo là giới thiệu với bà con theo cái một kiểu ghép chữ H. Thì chữ H thì đối với những cái đường kính của cái cành cấp 1, cấp 2 nó tương đương với khoảng 10 cm hoặc đến 15 cm. Thì chúng ta có thể là áp dụng theo cái ghép chữ H. Thì kiểu ghép chữ H thì chúng ta trước hết là mở chọn vị trí thẳng ở trên và cũng từ độ cao để tránh cây xoài sau này nó cao quá, chúng ta cũng chọn vị trí từ mặt đất trở lên từ 1 m đến khoảng 1,5 m là chúng ta chọn vị trí cái ghép thay giống. Thì như cái cây này là cây xoài cũ, chúng ta ghép thay giống thì chúng tôi giới thiệu bà con ghép kiểu ghép chữ H. Trước hết thì chúng ta sẽ mở chạch hai đường thẳng
song song, rộng khoảng 1 đến 1,2 cm. Đó. Chiều dài khoảng 3 cm của phía dạch. Xong đó chúng ta cắt một đường ở giữa cái lớp vỏ. Không làm cho cái vỏ nó bị vỡ. Không đối luôn, chúng ta chắn đi một đoạn. Ta nhìn thấy cái lớp của thân gỗ. Cái vết rạch này chúng ta có thể rạch dài hơn để cho dễ mở, khoảng từ 4 cm. Chúng ta nảy một bên lên. Đầu dưới cũng vậy. Chúng ta cũng rạch mỗi đường khoảng 2 cm. Cộng lại nó khoảng 4 cm. Với lại chúng ta cắt hình chữ H này để lúc ta chèn cái mắt ghép chữ H vào thì cái chòi nó nằm ở giữa cái đoạn cắt này. Lưu ý khi mà thì cũng như mọi cây thôi, trước khi mà chúng ta tiến hành ghép thay đổi giống thì cũng phải cách ly cái thời gian phân bón ít nhất là một tháng. Thì như khi nãy giới thiệu bà con, khi ghép giữa hát thì chúng ta lấy những cái chòi thì ghép ấy, nó có đường kính to ha, trên một phần à, thì chúng ta tạo lên, chúng ta lấy, chúng ta vạt thành cái hình thang ha. Đó. Phải có một cái mắt. Chúng ta vọt gõ đi. Vọt một phần gõ. Rồi. Hết sức cẩn thận, không có là đứt tay. Ghép mắt thì hát thì cái chòi ghép có thể là nó già. Phần nó già hơn. Ghép nó còn một phần gỗ và nó có dạng hình thang ha. Chúng ta cố gắng xong đưa mắt ghép vào phần của góc ghép chúng ta đã tách rồi. Lưu ý là khi đưa vào rồi chúng ta phải lạng bớt, cắt bớt cái phần vỏ của phần gốc ghép để cho cái phần lớp vỏ này nó vừa tiếp xúc với cái mắt cắt của phần mắt ghép để cho cái nhựa này nó bám luôn. Lưu ý nhất là cái mặt dưới. Đối với cái ghép này thì chúng ta dùng cái dây dẻo ha, để buộc cho nó chặt và kín. Đó. Đây chúng ta bắt đầu cuốn. Đầu trên này của ta, chúng ta có thể tận dụng một cái lá khô, lá xoài chẳng hạn, chúng ta đưa vào để cho đảm bảo cái mắt ghép được che có cái mát, nhưng mà yêu cầu chúng ta phải buộc kín.
Ghép chữ H này thì sau ghép 15 ngày hoặc 20 ngày chúng ta kiểm tra thấy cái mắt xanh, tức là sống. Trường hợp ghép chữ H này khi mà mắt đã sống, chúng ta muốn cho nhanh bật mầm thì chúng ta sẽ khoanh cái phần của thân của gốc ghép này. Đấy, khoanh khoanh lại, chúng ta chưa cắt ngay. Chúng ta khoanh như là kiểu chúng ta chít cành ấy. Đấy, chúng ta khoanh cái chiều dài của cái khoanh này nó khoảng trên 1 cm. Xong chúng ta bóc vỏ đi. Đấy, đây là khi mà cái này đã được 15 đến 20 ngày mà chúng ta còn tươi thì chúng ta tiến hành cái này. Đó. Thì mục đích chúng ta khoanh thế này để cho nhựa nó không có trao đổi chất để nó nuôi cái ở trên này. Đấy, để ức chế ở trên này. Nó không tiếp được dinh dưỡng, để nó tập trung dinh dưỡng nó nuôi cái tròn để sớm bật mầm. Tiếp theo chúng tôi xin giới thiệu cái kiểu ghép nêm hông, hay còn gọi là ghép chữ U ngược. Thì chúng ta xin là chọn một cái vị trí là chúng ta cũng từ mặt đất lên, chiều cao nó khoảng từ 1m tới 1m2. Tránh cái hiện tượng chúng ta ghép vị trí cao quá, sau này cái cây thì cái thân tạo thành cái bột nó cao, cái cây nó sẽ bị chống dưới và sẽ bị đổ ngã. Thì đầu tiên chúng ta chọn vị trí cái cành ghép thay, chúng ta cũng tiến hành dọc hai đường song song. Thì cái này chúng ta có thể kéo dài cái đường rạch này là từ 5 đến 8 phân tùy cái chỗ ghép của chúng ta. Thì thường thường khoảng 6 phân là đạt. Khi rạch hai đường song song rồi chúng ta cắt một cái đường ngang và chữ U. Đấy. Rồi chúng ta sẽ nhắm khoảng 5 cm này, chúng ta cắt luôn. Chúng ta lột cái vỏ đi. Để chúng ta để cái phần chòi ghép nó nằm ở trong, nó không bị kênh. Đấy. Đó. Xong đó cái phần dưới này dài khoảng 2 cm. Chúng ta mở nhẹ. Đấy, để chúng ta chốc nữa đưa chòi ghép vào. Đấy. Đấy. Thì đây là phần chòi ghép. Thì tương ứng như thế này. Chúng ta tính đo này. Đó. Thì cái phần chòi ghép này nó sẽ nằm ở trong này. Đấy, sau này cái phần này là chúng ta cắt đi, cho nên chúng ta không ảnh hưởng gì hết. Nếu chúng ta không có khoét cái này đi thì chúng ta để cái chòi ghép vào đây thì nó rất là kênh, chúng ta buộc dây ghép nó rất khó, cho nên chúng ta cứ mạnh dạn là chúng ta cắt một cái đoạn vỏ của cái phần gốc ghép đây. Đấy, dài khoảng 5 đến 6 cm. Đấy, xong đó chúng ta cũng gót hình nêm ha. Hình nêm đối với cái trường hợp này á thì chúng ta mặt trong của chòi ghép á thì chúng ta để nó sâu hơn, còn phần bên ngoài chúng ta bên ngoài đấy nó bằng 1/3 của mặt trong thôi. Đây, đây là cái phật gót sâu thì chúng ta phải úp bên trong, phần bên ngoài. Đấy, trường hợp cái chòi ghép này nó có u lên thì chúng ta mạnh dạn bỏ đi. Vì nó nãy là nó nãy đỉnh chòi hoặc là có nhiều các cái chòi này nó sẽ nãy ra. Đấy. Chúng ta sẽ đưa vào. Lưu ý là chúng ta cũng cho cái tiếp xúc ha. Được cái mắt tiếp cái vỏ này ốp vào gọn vào cái phần vết ghép của cái chòi ghép đây. Như vậy là được đó. Cái này định vị chúng ta cố gắng cái buộc cái vị trí mà ở phần đáy này này thật chặt để định vị giữ vững cái vị trí của nó không lệch đó. Chúng ta lấy dây dẻo chứ không phải dây chuyên dụng. Chúng ta định vị chặt. Đó. Xong đó thì chúng ta lấy cái dây chuyên dụng á, chúng ta cuốn từ trên xuống. Đấy. Để cho
cái chòi ghép sau này nó bật, nó tự bật ra, nó không bị vướng ở trong. Nếu chúng ta dùng cái dây dẻo này thì chòi ghép nó không có bật ra được. Đấy, chúng ta kiểm tra không kịp thì nó sẽ bị ù ở trong này, nó không bật kịp. Còn chúng ta dùng cái dây chuyên dụng, chúng ta quấn, đấy, quấn kỹ, đấy, tránh nước vào, đấy, kín. Các con thấy không? Sau này đây là nó tự bật lên ha. Còn cái này là từ định vị. Các con buộc lại thôi. Đây. Đây là kiểu ghép nêm hông hoặc còn gọi là chữ U ngược. Đây cái kiểu này để làm mẫu cho bà con, nếu mà chúng ta không có rạch chiều sâu, đấy, chúng ta vẫn có này. Đó, chúng ta đưa vào này thì yêu cầu cái mặt dưới này nó vẫn phải phẳng. Đấy thì bà con thấy được không? Tức là nó vẫn kênh chỗ này ha, cái này ra nằm ngoài, nó không nằm thụt vào trong. Đó. Thì thứ nhất là nước nó dễ vào. Thứ hai là cái độ này nó không khít. Đấy, vì sau này đường nào cái phần trên của cành ghép này chúng ta cũng phải cắt. Đó. Cho nên chúng ta mạnh dạn cứ phải giống cái hai kiểu trước này chúng ta đưa sâu vào. Còn kiểu này nhiều bà con cũng ghép kiểu này. Đấy, cũng là ghép hông, nêm hông, chữ U ngược. Nhưng mà không có dám mạnh dạn rạch sâu cái vết ghép này. Đó, thì nó sẽ dướng qua nhược điểm thế này. Thì cái này tôi cũng ghép thí điểm một kiểu. Đó. Như cành này, cây này là 4 cành. Thì sau này chúng ta khi mà nó sống thì chúng ta sẽ cắt từ cái vị trí chòi ghép này, cắt một lần một. Tức là chúng ta cắt lên khoảng 2 cm để nguyên dây ghép này cho nó khỏi bung. Rồi chúng ta cắt để cho nó bọc chòi. Chúng ta tiến hành cắt từ cái đỉnh chòi ghép này lên 2 cm. Chúng ta cắt xéo 45 độ, cắt xéo ngược ra ngoài này. Đó. Để cho nước nó chảy ra bên ngoài. Đó. Còn cành này chúng ta để gọi là cành thử. Khi nào nó bật chòi đây lên thành cây mới thì chúng ta tiến hành cắt cái này, nuôi 3 thân, 3 chòi mới ghép đây. Đó. Tiếp theo là chúng tôi giới thiệu với bà con cái một kiểu ghép nữa là gọi kiểu mới là kiểu ghép đóng đầu. Ví dụ cái xoài này là trồng xong bà con cái giống này nó không có đạt chất lượng, bà con không ưng. Thì đối với cái vị trí ở cây này chúng tôi nên khuyến cáo bà con, tức là trước hết chúng ta phải để cành thử lại. Chúng ta thay, như xoài này thì chúng ta ngay thay luôn ở giữa. Rồi chúng ta mạnh dạn cắt. Đấy. Đấy. Sau đó là chúng ta trừ cái vị trí này chúng ta nên chọn hai cái vị ghép ở hai vị trí đóng đầu ở trên cái gốc ghép này để tạo thành hai cái thân mới, tạo cây mới. Còn chúng ta giữ lại cành thử này để cho cái cây tiếp tục sinh trưởng. Khi nào cây này cái chòi ghép sống lại, nó bật chòi thì chúng ta mới tiến hành cắt cành thử. Thì tiếp theo chúng tôi sẽ trước hết bà con cũng mở sát đây, đây mở một hai đường sâu xong, nó dài khoảng 2,5 cm, rộng khoảng 1 cm, đó. Bà con ở đây chọn hai chòi, đối xứng nhau, đây, cái này chúng ta cũng rạch như vậy, đó, để tiến hành, đấy, rộng khoảng 1 cm, xong bà con tách nhẹ, rồi, đừng làm gãy hoặc vỡ cái lớp vỏ này, đó, đây. Cái nhẹ. Rồi. Rồi. Về phía chòi ghép thì chúng ta nên chọn cái chòi nó khỏe ha. Thì chòi nó cũng tương đương dài khoảng 5 đến 6 cm ha. Đó. Thì đối với ghép đóng đầu này chúng ta cũng vát một bên là rộng ha, một bên là ngắn hơn, hẹp. Thì cái mắt rộng này chúng ta sẽ đưa vào, ốp vào bên trong thân. Còn cái phần ngắn này chúng ta đưa phần cái vỏ nó đậy. Đây thì chúng ta tiến hành đây, chúng ta ghép. Lưu ý thì cái mặt cắt của cái chòi ghép này nó phải sát với cái mặt cắt của gấu ghép. Đó. Đó. Đây. Đó. Đây. Chiều dài nó khoảng từ 5 đến 6 cm ha. Đây, chúng ta vạt gọn.
Đấy. Đây. Đây. Chúng ta đưa vào đây. Đấy. Đây. Sau đó là chúng ta tiến hành định vị, chúng ta lấy dây dẻo ha, chúng ta buộc cho chặt đó. Đấy. Đó, ra đấy không. Nếu mà định vị không chặt là nó sẽ bong ra ha. Đó. Đây, chúng ta phải cài lại buộc đó. Đây, chúng ta buộc định vị chặt. Đấy. Đối với cái này, nếu bà con cẩn thận là chúng ta lại buộc một cái lần cuốn cái chòi ghép bằng cái dây một lớp. Đây, của cái dây tự tiêu ha, để làm cho cái chòi nó mát. Đó. Đó. Đấy. Đối với kiểu này thì chúng ta phải chụp bao ni lông ha, để tránh cái nước mưa. Đấy, nó thối trực tiếp vào đây, nó ngấm vào cái vị trí vít ghép thì nó sẽ thối. Đây, chúng ta phải bao ni lông đó. Và dùng dây thun định vị. Đấy. Thì đây là gọi là kiểu ghép đông đầu ha. Thì kiểu này cũng vậy, thứ sau thời gian khoảng 20 ngày thì khi đấy là chòi nó tự đã liền rồi, nó tự bung lên ha. Thì khi chòi bung lên thì bà con nhớ là gỡ cái chụp ra để cho chòi bung. Khi bung được khoảng một cơi lên đến 25-30 cm thì chúng ta tiến hành cắt cái cành thở này để nuôi cái cây mới. Đấy. Thì kính thưa bà con, vừa rồi thì chúng tôi cũng đã giới thiệu một số kiểu ghép thay đổi giống. Thì mong bà con là quan sát và áp dụng tốt trong cái vườn mô hình của mình nếu có nhu cầu tự thực hiện cái việc ghép chuyển đổi. Thì thưa bà con, thế là đây là cái kiểu mà chúng tôi đã ghép gọi là nêm hông. Sau ghép được 25 ngày. Thì đã tiến hành bật chòi đó. Thì cũng như giới thiệu ban đầu thì khi mà chúng ta muốn cho cái chòi ghép này nó nhanh bật thì phần trên này chúng ta khoanh như là cái vấn đề chít cây á, chúng ta bóc nó bỏ đi đấy, để dinh dưỡng nó khỏi truyền lên, nó nuôi cái chành ở trên này để tập trung nó nuôi cái chòi mới ghép để cho nó chóng bật mầm đấy. Thì đây là cái chòi ghép sau khi chúng ta ghép gọi là nêm hông đã dính, bắt đầu bật chòi ha. Thì quay để bà con thấy đó. Như cây này chúng tôi ghép ba đấy, nhưng mà cái bên này cũng bắt đầu dính rồi ha, chuẩn bị đang bật chòi đấy. Thì nếu chúng ta ghép không ghép dây tự tiêu á thì chúng ta phải chích cái đầu đây, đây đây là đấy, nó đã bắt đầu lú rồi đấy đó, chúng ta chỉ để như vậy để cho cái chòi nó lú lên. Đây, bà con nhìn thấy chòi đây đó. Đối với ba cái cây này thì ba cái chòi này chúng tôi dùng cái dây mềm, không phải dây tự tiêu ha. Cho nên bà con phải hơi khi lú này bà con phải chích cái đầu ra ha. Đấy. Cũng như tôi đã nói, chúng ta khoanh ha. Khoanh như là chít ha. Khoanh như cái khoanh này dài khoảng 2 cm. Đấy. Chúng ta. Đấy. Bóc cái lớp này để cho nhựa nó khỏi nuôi. Đấy. Đấy.
Đấy thì chúng tôi cũng lưu ý thêm với bà con như vậy á, khi bắt đầu cái nó đã lên cái mối ghép rồi, cổ chòi ghép nó đã lên rồi thì bắt đầu bật nú chòi để tập trung dinh dưỡng thì chúng ta nên, đấy chúng ta khoanh, không cho dinh dưỡng nó nuôi cái cho cái cành của gấu ghép nữa. Xong thời gian cái này nó bật cao lên thì chúng ta tiến hành cưa hẳn, đấy cưa hẳn cái phần cành của gấu ghép. Giới thiệu là cái vườn này là đã được ghép chuyển đổi cho đầu loan. Thời gian ghép thì năm nay sang năm thứ ba. Đây. Cái cây này là chúng ta đã ghép chuyển đổi được 2 năm. 2 năm. Đó. Và thực ra khi ghép chuyển đổi thì cái vụ đầu tiên nó đã ra hoa rồi. Nhưng chúng ta nên bỏ hoa đi để cho tập trung nuôi chòi, không có rẻ bị loát cây gì ghép. Đến năm thứ hai chúng ta cả lấy trái. Thì đây là cái năm thứ hai. Đấy, bắt đầu tiến hành lấy trái. Đây là cái vườn đã ghép chuyển đổi. Năm nay bước sang năm thứ ba. Đã bắt đầu khai thác trái.